Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với video của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách thêu trên bánh mì nha. Mời mọi người cùng theo dõi. Mở nhỏ thôi.
học mà không đeo gương không? Hả? Mua cái gương mà để học không đeo rồi đeo chứ không?
nữa quá nhỏ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.